sẽ là sắc đỏ và sóc đen. Tiếng còi cất lên và trận cầu chung kết cũng đã được bắt đầu. Chúng ta đã trông chờ và bây giờ thì đại diện những người mạnh nhất ở mùa giải cũng xuất hiện. Có lỗi rồi. Đó là tình huống cắt bóng có lỗi của đội trưởng Thế Anh. Một tình huống sẽ có đá phạt. Bóng hơi chách sang được bên cánh trái dành cho cao thủ áo trắng xanh. Bóng ra của Quốc Việt. Cả Quốc Việt và Thu Thành Bài Gà ở trong trận cầu này đều có cơ hội để trở thành thủ môn xuất sắc. Bỏ lỡ đáng tiếc dành cho số 8. Một pha bóng mà cắt bóng của đội trưởng Thế Anh. Quốc Tín. Trong một trận cầu chung kết như thế này thì nếu như có vấn đề gì về âm thanh và hình ảnh thì các bạn hãy feedback nhanh nha. Phản xạ rất tốt vừa rồi đến nữa dành cho một thủ thành và lần này là Bài Gà lên tiếng. Trận đấu vẫn tiếp tục. Tiếng còi cất lên một lần nữa và thẻ vàng rút ra. Như vậy là Minh Tòng đã phải chơi chiếc thẻ vàng, có lẽ là tình huống vô lỗi vừa rồi trọng tài đã quyết định có thẻ vàng. Rất dứt khoát. Kết quả không đều. Thời gian thì còn nhiều. Bình Tòng sút xa. Phá xa tốt đến từ thủ thành Quốc Việt. Tuyệt vời. Đã có khoảng khắc xuất thần xuất hiện. Nó tận dụng từ một tình huống ném biên và cao thủ HWT đã lấy được bóng từ chính cao thủ Thanh Thanh Hà. Bình Tòng rất mạnh ở trong những pha bóng như thế này. Trong mùa giải hôm nay thì anh cũng đã từng thành công với những pha ghi bàn sút xa. Là Bình Tòng. Bình Tòng liệu có khoảng trống? Quốc Tín. Quốc Tín, Minh Vương, Vũ Khải, Balotelli. Càng em không vào. Hoan hô Giang Bảy Kè. Sylvie là Bảy Gà. Tuyệt vời. Đối mặt ở trong một trận cầu chung kết và Bảy Gà đã quá bình tĩnh, rất bản lĩnh trước khung gỗ. Anh đã cản. Nguy hiểm. Tiếng còi cất lên rồi. Và trọng tài mèo đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Thẻ vàng rút ra dành cho thủ thành Quốc Việt của cao thủ Thanh Thanh Hà. Rất đáng tiếc cho thủ thành Quốc Việt. Anh đã băng ra và đó là một tình huống mà buộc phải có giải pháp. Nhưng hơi tiếc cho anh. Nó đã đủ để trọng tài cất còi và chỉ tay vào chấm phạt đền. Cơ hội để mở tỷ số ở trận cầu chung kết này trên chấm phạt đền cho IWT. Chúng ta cùng chờ xem có vẻ như Đức Tỉnh Táo sẽ là người sút phạt hay chăng. Tú Tân mới là người dứt điểm tình huống này. Và anh có cơ hội để nâng thành tích của mình lên con số 11 bàn thắng ở mùa giải hôm nay. Và có cơ hội để mở tỷ số trên sân phát đền. Tú Tân và Quốc Việt. Nguy hiểm. Không vào. Quá đáng tiếc dành cho Tú Tân. Và bây giờ thì Quốc Việt đã lên tiếng. Tuyệt vời. Những diễn biến đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Đó là chung kết của giải bóng đá S7 Long An Cúp Cà Phê 68 2021. Giải đấu đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho các bạn. Các vị trí trên sân, các cầu thủ đang cống hiến một trận cầu tuyệt vời. Tú Tân rất nguy hiểm. Đó là sự hỗ trợ của mình vừa. Giờ thì mọi thứ đã được giải phóng. Phóng thủy rồi. Bây giờ thì cũng có những người anh em đã nói rằng là nhìn vào cách chơi của Hà Nội thì ai giành cúp vô địch cũng xứng đáng. Chúng ta cũng có thể nói như vậy.
những phần thưởng danh giá nhất dành cho chiếc cúp vô địch. Nguy hiểm, một pha băng vào nữa, có lẽ là Vũ Khải vẫn luôn có những khoảng khắc bất ngờ. Đức tỉnh táo, chuyền hỏng, các em lỗi của đội trưởng Thế Anh. Chiếc thẻ vàng rút ra để tìm ra nhà vô địch. Nguy hiểm, bắt bóng sống tốt của Đức tỉnh táo. Cơ hội của Balotelli, không bao, quá tuyệt vời. Con đường đến với trận cầu chung kết của hai đội. Nguyên một khoảng khắc nữa, suýt chút nữa thì mình đang có cơ hội để mở tỷ số. Minh Tông, cơ hội, lại là Quốc Việt lên tiếng. Minh Tông đã di chuyển rất khôn ngoan, một miếng đánh thẳng trung lộ của cao thủ Hado Beauty vượt. Anh Yên mong muốn được nhận, là anh đã nói rằng là hiếm có giải phùi nào tác phong chuyên nghiệp thế này, và bình luận viên cũng dòng là ok. Chúc hai đội và chúc mừng hai đội và ekip. Có lẽ điều nên chúc mừng là chính khán giả, các bạn là những người tuyệt vời, và chúc mừng cho ban tổ chức cũng như các đội bóng. Nguy hiểm, bay ga xuất sắc, đó là từ mà anh Yên đã phải nói rất nhiều trong trận cầu ngày hôm nay để dành lời khen ngợi cho các cầu thủ của hai đội, đặc biệt là thủ môn. Và có lẽ bây giờ nếu để nói mỹ miều một chút thì ngôn từ cũng bất lực để mô tả về sự xuất sắc của các thủ môn, không còn dư để diễn tả về những gì họ đã thể hiện để giúp cho trận cầu trở nên hấp dẫn hơn, tuyệt vời hơn. Các em, cuối cùng cũng có pha là bàn dành cho trận cầu chung kết này. Tỷ số là 1-0. Các cầu thủ của Thanh Thanh Hà đã ăn mừng, nó xứng đáng cho tình huống vừa rồi. Một pha bật nhả và bóng đá bật ra, và Minh Đặng là người đã mở tỷ số cho trận cầu chung kết. Lại là số 2 lên tiếng ở trận cầu ngày hôm nay, nó quá xuất sắc. Quý Em, gôi, bóng vừa đi ra ngoài, đó là Vũ Khải. Bình Sơn lên bóng rất quan trọng cho Adobe. Bình Vương đã bị đưa bóng vào chỗ hiểm. Những nỗ lực phòng ngự của Thanh Hà không ngần ngại. Nguy hiểm, vẫn còn những tiếng còi cất lên. Các cầu thủ của Thanh Hà đã vô địch. Trận cầu chung kết chỉ có một bàn thắng duy nhất, và nó xứng đáng dành cho Thanh Hà. Vô địch đã dành cho cao thủ đến từ Tâm Vũ. Tuyệt vời, cao thủ Hà Đô là những người đã cán đích ở vị trí Á quân. Và xin chúc mừng đoàn quân của Thái Thanh Hà, và cũng chúc mừng cho đoàn quân của đội trưởng Thế Anh cũng như Hà Nội. Họ cũng đã có một mùa giải thành công với vị trí Á quân, và họ sở hữu chân sút vua pha lưới là Tú Tân với 10 pha lập công. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ đến với lễ trao giải huy chương bạc và huy chương vàng cũng như cúp vô địch dành cho nhà vô địch. Xin cảm ơn đại diện của U40 Long Hòa. Và ở hạng mục cá nhân, xin chúc mừng Tú Tân là vua phá lưới của mùa giải năm nay, số 8 của Hà Nội. Xin mời anh di chuyển về ban tổ chức để được vinh danh cho hạng mục này.
Chúc mừng Tú Tân với 10 pha lập công và trải qua 5 trận thi đấu. Chúc mừng thủ môn xuất sắc nhất của mùa giải, đó là thủ thành Quốc Việt của Thanh Thanh Hà. Xin chúc mừng anh và xin mời anh di chuyển về phía ban tổ chức. Đây là một thủ thành đã có những pha xử lý xuất sắc và thậm chí là đẩy được tình huống đá penalty ở ngay trận cầu chung kết, qua đó để giúp cho mảnh lưới của Thanh Thanh Hà được giữ sạch cả hai lượt trận bán kết và chung kết. Xuất sắc và thời gian thi đấu của anh gần như là hoàn toàn mùa giải này. Chúc mừng Quốc Việt. Và xin chúc mừng đội bóng Á quân của mùa giải hôm nay, Hydro Beauty. Họ đã trở thành nhà Á quân của giải bóng đá S7 Long An Cúp Cà Phê 68 và mời các thành viên sẽ di chuyển từng thành viên một để nhận huy chương đồng, huy chương bạc và kỷ niệm chương dành cho mùa giải. Chúc mừng Hydro Beauty. Các cầu thủ sau khi nhận huy chương xong xếp thành một hàng để chụp ảnh lưu niệm với ban tổ chức. Mời ban luôn lãnh đạo, ban huấn luyện và các thành viên của đội thì sẽ chụp một tấm ảnh cùng với ban tổ chức. Cuộc so tài hấp dẫn nhưng đáng tiếc là họ đã không thể có được bàn thắng và chấp nhận về vị trí Á quân, đó cũng là vị trí tuyệt vời. Xin chúc mừng đoàn quân của Thế Anh và các đồng đội. Dành cho nhà vô địch ở mùa giải năm nay, chúc mừng Thanh Thanh Hà, họ đã là nhà vô địch của giải bóng đá S7 Long An Cúp Cà Phê 68 2021. Xin mời các thành viên của Thanh Thanh Hà di chuyển về phía bàn ban tổ chức để nhận huy chương vàng và cúp vô địch. Trên màn ảnh quý vị khán giả lúc này là nhà tân vô địch của giải bóng đá S7 Long An Cúp Cà Phê 68 2021, Thanh Thanh Hà. Họ đã xuất sắc, có thành tích bất bại cho cả mùa giải hôm nay. 9 điểm ở vòng loại, ở vòng bảng và lượt trận bán kết giành chiến thắng tỷ số tối thiểu 1-0 và cả trận cầu chung kết. Điều thú vị là cả hai bàn thắng quyết định đó đều đổ đến do công của số 2 Minh Đặng, một cầu thủ mà đã thi đấu rất thầm lặng nhưng tạo nên được sự thành công. Nhưng cộng với những sự đoàn kết mà các thủ Thanh Thanh Hà có được, chúc mừng Thanh Thanh Hà với một chiến thắng ngọt ngào trong buổi tối ngày hôm nay. Xin mời đội trưởng của Thanh Thanh Hà sẽ... Và đây là khoảng khắc mà chúng ta đã chờ ở mùa giải năm nay. Thanh Thanh Hà sẽ dâng cao chiếc cúp vô địch của mình. Chúc mừng! Quá tuyệt vời! Xin chúc mừng Thanh Thanh Hà đã dâng cao chiếc cúp vô địch ở mùa giải năm nay. Và những hình ảnh này sẽ là lời kết đẹp mà chúng tôi gửi đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với giải bóng đá S7 Long An Cúp Cà Phê 68-2021. Cảm ơn các đội bóng, các ông bầu và các thành viên của ban tổ chức đã làm nên giải đấu tuyệt vời. Và đến đây chúng tôi phải nói lời chào thân ái tạm biệt. Hẹn gặp lại giải bóng đá S7 Long An Cúp ở Cà Phê 68 ở 2022. Thân ái chào tạm biệt.